Toàn các siêu đồ bếp rồi. Khen thừa. Rồi lên cái ghế xanh.
dân đi làm về kia nhỉ? Tân ơi! Bà ăn này! Đây! Ui, bà ơi! Ui, ngon thế nhỉ? Làm miếng nào? Ăn đi, đang đói. Đấy. Bài nó siêu đồ bếp rồi, khen thừa. Nhớ nhìn nó đây, nhìn nó hơi mất trị giá.